Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên, Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa, Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, thật nhiều kính các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang ở trong khu vực công viên mà các bạn nhìn thấy chiếc cầu giáng rất đẹp bắc qua một cái khe suối nhỏ kính các bạn. Thì đó là trong khung cảnh mà Du Danh đang đứng chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 của năm 2024, thì cũng là ngày cuối tuần thứ sáu. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ mà Nga hôm nay tấn công quyết tử vào thành trì ở Purivka cũng như Volchan và nhiều khu vực khác, thì lần lượt Du Danh sẽ cập nhật chia sẻ cùng với tất cả các bạn những chi tiết như sau. Thì đầu tiên Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến là lực lượng quân đội Ukraine rạng sáng hôm nay đã hợp đồng chiến đấu tấn công từ pháo và máy bay oanh kích luôn cả hỏa tiễn HIMARS, nhấn chìm bộ chỉ huy của Nga ở tại thành phố Zaporizhzhia. Mà theo tin tức từ hình ảnh vệ tinh cũng như ở qua những đoạn video mà Ukraine đã cung cấp cho thấy là lực lượng của Nga với bộ chỉ huy này đã bị san bằng hoàn toàn, và còn lại sự thiệt hại của Nga bao nhiêu ở nơi đây không ai biết. Đó là nói về chi tiết mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được thành công ở tại thành phố Zaporizhzhia. Còn lại về tình hình chiến sự mà Nga tấn công dồn dập vào thành trì Donetsk mà Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, phía Nga thì thông báo một cách sôi nổi trận địa là cho rằng ở tại Volhynia và Ulyana hiện nay Nga đã chiếm giữ và làm cho lực lượng quân đội Ukraine phải tháo chạy ở trước tình cảnh những đợt tấn công của Nga một cách tàn bạo chưa từng có. Đó là phía Nga đã công bố. Nhưng riêng về tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki thì ông cho biết là hiện nay lực lượng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu vào thành trì của Volhynia, nơi chiến địa mà Nga đã từng bại trận. Bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, và bên cạnh đó quân của Nga thiệt hại con số rất nặng nề trong những ngày qua và cho đến hôm nay tình hình ở tại Purivka. Tức là ngay bây giờ lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn ở trong cái thế là phòng thủ, quân của Nga ở thành trì này vẫn còn xa, cách đến 14-15 cây số trong những ngày qua và cho đến hôm nay. Nhưng cái điều đặc biệt nhất là lực lượng của Nga với cấp chỉ huy của Nga kính các bạn yêu cầu quân đội của Nga với sử dụng loại xe ô tô dân sự là tất cả đều phá hủy do một cấp chỉ huy của Nga đã say rượu và lên kế hoạch cũng như hạ lệnh cho binh sĩ của Nga phải đốt cháy và hủy bỏ những chiếc xe dân sự này, vì những chiếc xe dân sự này thời điểm hôm nay tức là chuẩn bị sẽ hủy bỏ, vì xe dân sự là trời sinh lầy vào mùa thu sắp tới và cũng như để cho máy bay không người lái dễ phát hiện. Vì vậy lệnh cho binh sĩ của Nga đốt cháy qua đoạn video mà chính Nga đã tung ra kính các bạn, thì binh sĩ của Nga đốt ô tô, sau khi đó bắt đầu cháy lan qua những cánh đồng và cháy luôn cả xe bọc thép xe tăng của Nga trên dưới 6 chiếc, và lực lượng của Nga là bị thiệt hại nặng nề do cấp chỉ huy của Nga say rượu đã hạ lệnh kính các bạn. Thì giới chức của Nga cũng nhấn mạnh một điều là tình hình hiện tại quân đội của Nga hôm nay đang rơi vào tình trạng khó khăn về nhân sự, bên cạnh đó còn cả vũ khí mà Nga đang thiếu thốn một cách trầm trọng chưa từng có về chiến sự miền Đông. Hiện tại này thì lực lượng quân đội Ukraine cũng cho biết thêm, nói trong 24 giờ qua ở tại Volhynia cũng như Volhynia và Volhynia kính các bạn,
Hai khu vực này cách nhau từ 7 tới 15 cây số tùy theo hướng đông và hướng nam. Thì ở Bulida, Nga đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rút quân cũng không rút được mà kiềm cự cũng không thể kiềm cự được vì áp lực từ lực lượng quân đội Ukraine đã dồn tập kích tấn công bằng pháo và lẫn cả hỏa tiễn tiêm mắt cũng như luôn cả máy bay không người lái. Trong những ngày qua, Nga thiệt hại nặng nề ở khu vực này. Về máy bay không người lái của lực lượng quân đội Ukraine đã thả bằng chất phốt pho meridium làm cho bốc cháy và Nga bị thiệt hại nặng nề. Thì bây giờ những khu vực cánh rừng này nó trở thành là bình địa hoàn toàn, không còn một cái gì hết, chỉ còn cây và đồng ruộng. Vì vậy là Nga không thể đồn trú và cộng thêm máy bay không người lái tiếp tục quân kích tấn công vào Nga. Nga thiệt hại con số rất nặng nề. Bên cạnh đó thì lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục mở mặt trận ở tại Kharkov và tiếp tục tấn công sâu vào ở trong lãnh thổ đất nước của Nga, đó là ở bên ruột, làm cho Nga điên đầu nhức óc, trở tay không kịp nhiều hướng. Ngày hôm nay còn lại thành trì ở tại Donetsk thì lực lượng của Ukraine như vậy là tiếp tục tấn công nhiều hơn nữa ở Donetsk và Lugansk. Phía Nga thì cũng đã cho biết, nói tình hình hiện tại Nga đã chiếm được hai khu vực, một là ở Sukikino, một ngôi làng. Thì phía Nga cho biết là ngôi làng, nhưng không biết có phải là một khu dân cư hay không, một ngôi làng. Và một ngôi làng thứ hai đó là Lukikovo. Vì vậy hai khu vực này là trọng yếu giữa Ureda và Vureda. Tình hình càng lúc càng đáng căng thẳng ở miền đông, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Như vậy, Nga có đạt được thành công ở nơi đây hay không? Hay là cuối cùng, Nga vẫn rơi vào tình thế là thất thủ? Theo các báo chí bình luận về tình hình ở miền đông Ukraine trong tuần lễ qua cho đến nay, thì Nga thiệt hại con số rất nặng nề, nhưng phía Ukraine chưa công bố là quân của Nga thiệt hại bao nhiêu. Nhưng nhìn qua hình ảnh dễ tin từ Anh Quốc và lẫn cả Hoa Kỳ cũng như Ukraine đã tuyên bố rằng Nga thiệt hại qua những hình ảnh vệ tinh với xe bọc thép xe tăng của Nga cháy hàng loạt ở trên những cánh đồng ruộng và những mục tiêu quân sự. Đó là chi tiết về tình hình ở miền đông cũng như tỉnh Kharkov. Còn lại về tình hình mặt trận ở Kharkov, kính thưa bạn, tỉnh lỵ của Nga mà lực lượng quân đội Ukraine đã chiếm lấy hôm nay chuẩn bị gần 2 tháng kể từ ngày 6 tây tháng 8 cho đến nay, tức là chỉ còn vài ngày nữa là lực lượng quân đội Ukraine vừa tròn 2 tháng chiếm lấy ở tỉnh Kharkov, thì Nga cũng đã tuyên bố là mở những cuộc phản công giành lại lãnh thổ đất nước của Nga trong những ngày qua. Và cho đến hôm nay, Nga tuyên bố là giành lại được 12 khu vực thị trấn ở tỉnh Kharkov này. Nhưng ngược lại, lực lượng quân đội Ukraine thì đã cho biết là lực lượng của Ukraine vẫn tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và cũng như giành lại nhiều ở khu vực khác mà Nga đang chiếm lấy hôm nay ở những khu vực mà Nga vừa đổ quân xuống. Kính thưa bạn, thì nhìn qua chiến sự mà chúng ta thấy là ở tại tỉnh Kharkov, bây giờ thì Nga có thể là đẩy lùi lực lượng quân đội Ukraine ra khỏi những mục tiêu tấn công mà Nga sẽ mất nhiều thời gian và quân đội của Nga sẽ thiệt hại nhiều hơn nữa. Điển hình nhất như ở tại con sông Seim và cặp theo hai bên sườn giữa Ben Gur và lẫn cả Yuzhny, thì quân của Nga ngày ngày đang rút quân tháo chạy mà không thể kiềm cự trước dòng tiến quân của lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở hai bên sườn thuộc tỉnh Kharkov này. Còn lại, thị trưởng của tỉnh Kharkov cũng thông báo với người dân, nói tình hình càng lúc càng đang nguy kịch mà lực lượng quân đội Ukraine đang tiến sâu ở bên trong và đang gần đến ở trung tâm của tỉnh Kharkov. Dấu hiệu cho thấy là lực lượng quân đội Ukraine, nếu như lực lượng của Nga không thể đẩy lùi các cuộc tấn công này, thì trong từ đây cho đến cuối năm, lực lượng quân đội Ukraine có thể chiếm hoàn toàn tỉnh Kharkov. Đó là theo thị trưởng của tỉnh Kharkov đã thông báo. Kính thưa bạn, đó là tình hình chiến sự trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt nhiều thành công từ Donetsk, Zaporizhia và lẫn cả tỉnh Kharkov.
và tình hình đang vui mừng cho Ukraine ngày hôm nay nói đến việc chuyến đi của Tổng thống Zelensky. Ông đến ở Tây Hoa Kỳ và gặp gỡ là với Tổng thống Biden. Thì Tổng thống Biden và luôn cả ngũ giác đài hôm nay đã công bố là gói hỗ trợ lớn nhất một lần sau cùng của năm 2024 lên tới 8 triệu tỷ đô la và tất cả đạn dược vũ khí cho Ukraine và sẽ công bố vào ngày 30 tháng 9 tới đây là thời điểm để Hoa Kỳ dẫn chuyển vũ khí cho Ukraine. Bên cạnh đó thì một gói hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine là 375 triệu đô la. Gói hỗ trợ vũ khí này gồm có là hỏa tiễn chống tăng và bom cũng như đạn hỏa tiễn HIMARS và kể cả luôn đạn hỏa tiễn Patriot trong gói hỗ trợ 375 triệu đô la này. Thì Ukraine sẽ nhận thời gian sớm nhất nhưng không thông báo là ngày giờ nào. Còn lại gói hỗ trợ 8 tỷ đô la, đó là thời điểm cuối cùng của năm 2024. Hiện nay thì kế hoạch sẽ vượt qua vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Đó là theo tin tức từ Hoa Kỳ. Thì Tổng thống Zelensky ông cũng đề bạt thêm với Tổng thống Biden về kế hoạch hỗ trợ cho lực lượng quân đội Ukraine vào năm 2025 tới đây. Thì Tổng thống Biden ông hứa ông sẽ làm chuyện đó và ông sẽ tiếp tục đứng về Ukraine, bảo vệ công lý, bảo vệ người dân Ukraine ở trước tình cảnh này. Tổng thống Zelensky ông cũng nêu ra về sự thiệt hại hơn 2 năm qua mà Nga đã tấn công vào hạ tầng cơ sở của Ukraine, nói đến về mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng của Ukraine mất đi lên tới là 80%, là một trong con số khổng lồ mà Ukraine đang cần thiết ngay bây giờ, cần thiết để hỗ trợ cho người dân Ukraine vào mùa đông năm 2025. Đó là chi tiết về chuyến đi của Tổng thống Zelensky mà ông đã đạt được nhiều thành công. Thì chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới. Như vậy là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Ukraine năm 2025 là bao nhiêu khoản tiền theo dự kiến của Tổng thống Biden. Thì những tin tức ngay bây giờ phải nói là Ukraine đang gặp nhiều khó khăn, cũng như cuộc chiến càng kéo dài thì Ukraine càng gặp khó khăn. Tổng thống Zelensky ông vẫn biết rằng là hiện nay Hoa Kỳ và NATO không thể kéo dài thời gian hỗ trợ cho Ukraine mà Ukraine phải tự lực tự cường, từ sản xuất vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến tranh để Ukraine bảo vệ lãnh thổ của mình. Nhiều chi tiết khác mà các báo chí đang bình luận. Bên cạnh đó thì cựu Tổng thống Donald Trump với những nhân vật đặc biệt và nằm ở trong đảng Cộng hòa nhận định cho rằng nếu như cựu Tổng thống Donald Trump ông tái đắc cử thì ông sẽ ngừng ngay viện trợ cho Ukraine và nêu ra những vấn đề đặc biệt là Tổng thống Zelensky ông không chấp thuận ngồi lại đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh với Nga ngay bây giờ. Thì theo các báo chí bình luận, cựu Tổng thống Donald Trump cũng như phó Tổng thống mà cựu Tổng thống Donald Trump ông đã chỉ định ngày hôm nay là cho rằng bây giờ Tổng thống Zelensky ông lấy gì đàm phán, nói gì với Nga, trong khi Nga đã tuyên bố hoàn toàn là không ngồi lại cuộc đàm phán. Nhiều chi tiết tin tức đang sôi động trong 24 giờ đây thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Hiện tại hai bên đang tranh cãi với nhau cũng như đưa ra những lời lẽ và theo ý định quyết định những gì mà từ lời của cựu Tổng thống Donald Trump ông đã đề ra. Đó là chi tiết về ở tại Hoa Kỳ cũng như luôn cả Ukraine. Còn riêng về Nga hôm nay, kính thưa bạn, thì phải nói là Putin đã tuyên bố tối lửa tắt đèn về đe dọa đến vũ khí hạt nhân. Ây cha, nhiều tình tiết mà Putin đã thất bại với cuộc thí nghiệm tên lửa liên lục địa hủy xe tăng của Nga đã không hoàn thành. Thì bây giờ Putin bắt đầu đe dọa nhiều kiểu, nhiều lời nói của Putin nghe hóc búa bồ cạp cắn, mà thế giới đang cảnh báo là cuộc chiến tranh đệ tam thế chiến có thể dẫn đến thế giới hôm nay. Theo những gì từ lời Putin đã tuyên bố, Putin mở cuộc họp của Bộ An ninh Quốc gia của Nga và trong đó có cả
là ông Jimmy Medvedev, kính thưa bạn, và luôn cả Chủ tịch Quốc hội An ninh Quốc gia Nga, Tổng thống Zelensky và Putin. Ở trước tình cảnh này, ông Putin cho rằng đất nước Nga đang bị đe dọa, là bây giờ bắt đầu thay đổi học thuyết hạt nhân với cuộc chiến Nga và Ukraine hiện đang còn tiếp diễn và chưa có thời kỳ kết thúc. Trong khi đó thì Putin cho rằng là hiện nay từ NATO và lẫn cả Hoa Kỳ đang đe dọa đến đất nước Nga. Vì vậy học thuyết hạt nhân cần phải sửa đổi và sẵn sàng nhấn nút vũ khí hạt nhân nếu như đất nước Nga bị đe dọa, và cũng như mở rộng hạt nhân với đồng minh của mình, đó là Belarus. Bất cứ trên mọi hình thức, ngày hôm nay nếu như Nga bị đe dọa thì học thuyết vũ khí hạt nhân của Nga là được quyền sử dụng để nhấn nút bảo vệ đất nước Nga, bảo vệ đồng minh của Nga, trong đó có Belarus. Và cũng như Putin nhấn mạnh một điều đe dọa đến tất cả các quốc gia về vấn đề ngày hôm nay là đe dọa đến Belarus. Đe dọa đến Belarus và tấn công Belarus đồng nghĩa với tấn công đất nước Nga. Putin lên kế hoạch để tấn công vào phương Tây, từ Hoa Kỳ và lẫn cả Liên minh châu Âu, lên tới là hàng chục quốc gia mục tiêu của Nga tấn công, là mục tiêu chính xác với những kẻ thù và những quốc gia không thân thiện. Kính thưa bạn, đó là lời của Putin đã tuyên bố. Như vậy, trước tình cảnh này, các quốc gia thuộc châu Âu đang đặt ở trong tình trạng căng thẳng chưa từng có. Bên cạnh đó thì ông Peskov cũng nhấn mạnh thêm về học thuyết vũ khí hạt nhân của Nga, và ông Peskov đe dọa đến Ukraine. Nói đến việc Tổng thống Zelensky, ông phát biểu và ép buộc Nga phải ngồi vào cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh này, là ông Peskov cho rằng lời lẽ của Tổng thống Zelensky là một lời lẽ chết người và xem thường Nga hôm nay, cũng như những gì mà Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra, chứng tỏ cho thấy là Nga đang hốt hoảng. Vì vậy, đồng loạt từ Putin, Jimmy Medvedev và lẫn cả ông Putin bắt đầu đe dọa đến vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân để đe dọa cho các phương Tây và ngăn chặn một cuộc chiến sắp tới, cũng như Hoa Kỳ sẵn sàng bật đèn xanh cho Ukraine tấn công sâu vào ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga. Thời gian vừa qua cho đến nay, hai bên vẫn còn tranh cãi, nhưng thời hạn mà Hoa Kỳ có thể cho Ukraine tập kích sâu ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga là bao giờ? Nhưng cái gói hỗ trợ 8 tỷ đô la này, thì khi Hoa Kỳ đã công bố là Putin đang hốt hoảng, kính thưa bạn, Putin đang hốt hoảng, vì vậy mới đưa ra chính sách là học thuyết hạt nhân và sẵn sàng tấn công vào những quốc gia thân thiện, kể cả những quốc gia phi hạt nhân, nghĩa là có vũ khí hạt nhân cũng tấn công, mà không có cũng chơi luôn. Tức là mục tiêu của Putin muốn đe dọa đến Đức, vì Đức không có vũ khí hạt nhân nhưng mà là cường quốc kinh tế, kính thưa bạn. Vì vậy là Putin muốn nhấn mạnh điều này, dù rằng Putin không nêu đích danh của từng quốc gia một, nhưng Putin đã nhắc nhở trong đó là thuộc phương Tây thì Nga sẵn sàng bảo vệ và tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Đó là theo lời lẽ của Putin đã mở triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ở tại Đại hội đồng An ninh Quốc gia. Thì bên cạnh đó, Jimmy Medvedev, tức là một trong nhân vật diều hâu để sủa và nịnh bợ Putin. Tại sao Jimmy Medvedev mà các báo chí bình luận cho rằng là Jimmy Medvedev bây giờ phải nịnh bợ Putin để lên án phương Tây, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang viện trợ vũ khí cho Ukraine bây giờ? Tức là Jimmy Medvedev đã có dính líu với châu Âu, đã từng đến châu Âu và làm ăn lợi với nhiều quốc gia ở châu Âu. Và Jimmy Medvedev cũng là một trong kẻ tham lam móc ngoặc tài sản đất nước Nga. Con số tiền riêng tư của Jimmy Medvedev bây giờ là con số lên tới khổng lồ, mà Putin đang nghi kỵ với đối phương ngày hôm nay. Vì vậy, Jimmy Medvedev, ông phải nịnh bợ Putin. Với lời lẽ của Jimmy Medvedev,
khẳng định một điều là không ai có quyền ép buộc Nga ngồi vào cuộc đàm phán. Với một cuộc đàm phán mà không hữu ích, một cuộc đàm phán không có lợi ích cho đất nước Nga, thì điều đó đồng nghĩa nếu đi đến một cuộc chiến tranh hủy diệt. Lời cảnh báo của Jimmy Mendez đe dọa đến nhiều quốc gia hôm nay và cũng như kể cả Hoa Kỳ. Kính thưa bạn, thì dấu hiệu của Nga chúng ta đang chứng tỏ thấy rằng là khi Nga đã thất bại về thử tên lửa liên lục địa của Nga mà Nga cho rằng bất bại quỷ xe tăng của Nga, thì bây giờ khi cái cuộc thất bại này là cuối cùng là Putin phải hốt hoảng và lo sợ rằng là nếu như vũ khí này đã không thành công và phương Tây có thể đe dọa đến về vũ khí hạt nhân, vì kẻ đã bại trận, kẻ xâm lăng thì không thể nào đạt được thành công. Qua những gì từ lời của Jimmy Mendez, ông đã phát biểu và đe dọa. Bên cạnh đó thì ông Petko nhấn mạnh đồng nghiệp thêm với Jimmy Mendez, nói rằng Phó Chủ tịch An ninh Quốc gia Nga đã gửi một thông điệp đến cho phương Tây và châu Âu, hãy cẩn thận điều này mà chúng tôi tuyên bố là việc mà học thuyết hạt nhân của chúng tôi đã hoàn thành. Vì vậy là tất cả bộ ba hạt nhân đang chuẩn bị một kế hoạch sắp tới, một kế hoạch là không thể để cho đất nước Nga ai dễ ăn hiếp. Kính thưa bạn, đó là lời ông Petko cũng luôn cả một dàn quốc hội của Nga đe dọa hôm nay. Đó là tình hình đất nước Nga. Theo tin tức từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu đang công bố về tình hình đất nước Nga là Putin đang âm thầm lợi giới Trung Quốc, đặc biệt nhất là giới quân quỹ của đất nước Trung Quốc, để sản xuất một trong loại máy bay không người lái. Vì hiện nay máy bay không người lái của Ukraine đứng vào thế là chủ động để tấn công sâu vào ở trong lãnh thổ đất nước Nga, và cũng như Nga không đủ nguồn lực để sản xuất máy bay không người lái mà Ukraine thì vượt trội nhiều hơn. Vì vậy là Putin bắt đầu âm thầm bắt tay với Trung Quốc sản xuất máy bay không người lái tương lai sắp tới. Thì chưa gì hết là kế hoạch của Putin đã bị lộ và phương Tây đang công bố cũng như gửi một thông điệp đến cho Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc hỗ trợ cho Nga về máy bay không người lái để tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine thì Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng bị cấm vận và tồi tệ sắp tới. Theo những gì mà từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đang nhận định hôm nay, Anh Quốc thì đã gửi một thông điệp đến cho Trung Quốc về kinh tế và hiện đang làm ăn với châu Âu. Nếu như Trung Quốc bắt tay và hỗ trợ cho Nga về việc sản xuất máy bay không người lái, tức là Trung Quốc sẽ nhận một cái kết quả rất là thê thảm trong những ngày sắp tới. Đó là tình hình ở đất nước Nga mà các báo chí bình luận xôn xao hôm nay. Ngay bây giờ nói về đất nước Nga, từ nền kinh tế, chính trị và lẫn cả quân sự, là Nga đang rơi vào tình thế bất ổn mà đất nước Nga đang hỗn loạn. Nói đến một trong tin tức mà lực lượng du kích của Ukraine theo phía Nga đã công bố, cho biết là ở tại Saint Petersburg trong 2 ngày qua mà lực lượng quân đội Ukraine đã đột kích tấn công vào nơi trung tâm huấn luyện quân sự cấp chỉ huy của Nga, từ cấp bậc thiếu úy trở lên. Kính thưa bạn, đây là một trong trường sĩ quan của Nga, thì một cuộc tấn công vào binh sĩ của Nga ở nơi đây thì con số tử vong và bị thương không lên tiếng, nhưng nói một sự thiệt hại nặng nề với một cuộc tấn công áp đảo. Và sau khi đó lực lượng du kích của Ukraine rút khỏi ở Saint Petersburg. Đó là theo phía Nga đã công bố về tình hình mà lực lượng quân đội Ukraine đã đột kích sâu ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga. Bây giờ thì đất nước của Nga không an toàn nữa, mà người dân của Nga cũng đã lên tiếng, nói nơi nào cũng cháy nổ khắp nơi, đặc biệt vừa qua với 3 kho đạn lớn của Nga. Thì bây giờ Ukraine đã thành lập biệt đội bảo thủ mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Vì vậy là đất nước Nga đang ở trong tình trạng báo động, và người dân của Nga bây giờ thì họ đang quay ngược thế cờ, không còn ủng hộ Putin nữa. Và cũng như cuộc chiến tranh này, Putin có thành công hay không, Putin có chiến thắng hay không, hay cuối cùng Putin nổi cơn điên nhấn nút vũ khí hạt nhân, theo những gì
người ta đang bình luận về tình hình đất nước Nga trong 24 giờ qua. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại châu Âu, nói đến Liên minh NATO và đặc biệt nhất là tướng lãnh của Liên minh NATO đang mở một cuộc họp triệu tập về báo cáo tình hình cũng như giữa Liên minh NATO và Nga có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn sắp tới, mà hiện nay NATO phải đặt ở trong tình trạng chiến đấu theo tướng lãnh NATO về hậu cần và cũng như điều quân để đi chiến đấu khắp mọi nơi nằm trong Liên minh châu Âu. Thì tướng lãnh của NATO nhận định rằng hiện nay kế hoạch mà chúng tôi đang chuẩn bị, tất cả mọi kế hoạch là một cuộc chiến với Nga, đối đầu với Nga sẽ diễn ra mà chúng tôi đã hoàn thành, từ đưa quân đến chiến đấu và truy diện cũng như về y tế để chuyển quân và cứu thương dân dân, tất cả mọi thứ chúng tôi đã đặt ở trên bàn và kế hoạch của chúng tôi đã hoàn thành. Thì nói đến kế hoạch này là NATO đã chuẩn bị rất lâu kể từ khi Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Thì lúc đó Liên minh NATO đã đưa ra nhiều kế hoạch từ các căn cứ quân sự và các đơn vị ở khắp tuyến biên giới từ Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và luôn cả Romania. Vì vậy trước tình cảnh này, tức là NATO đã chuẩn bị mọi phương án, mọi kịch bản cho một cuộc chiến giữa Nga và NATO sắp tới. Theo tin tức từ tướng lãnh Liên minh NATO, ông nhận định cho rằng kế hoạch của chúng tôi được dàn toàn và một kế hoạch ở nước lịch sử của Liên minh NATO kể từ thời kỳ đệ nhị thế chiến cho đến nay, chúng tôi chưa bao giờ vạch ra một kế hoạch, một phương án nào về chiến tranh với Nga. Nhưng bây giờ chúng tôi phải bắt đầu làm chuyện đó. Từ Belarus, ba quốc gia ở vùng Baltic, tất cả mọi phương án chúng tôi đã chuẩn bị hoàn toàn sau khi Putin đã tuyên bố là sẵn sàng nhấn nút vũ khí hạt nhân tấn công vào Belarus, là trực diện tấn công thẳng đất nước Nga. Nga sẽ mở rộng vũ khí hạt nhân và tấn công đối phương theo những gì từ Putin đã tuyên bố. Vì vậy, theo tướng lãnh Liên minh NATO cho biết rằng ở tình hình hiện nay là NATO hãy ở trong cái tình trạng chiến đấu sẵn sàng và trực diện với những đơn vị phản ứng nhanh bất cứ trên mọi phương hướng, từ vùng biên giới lẫn cả ở tại Ukraine, thì Liên minh NATO sẽ có mặt bất cứ trên mọi phương diện. Đó là theo tướng lãnh của NATO ông đã công bố. Thì cục diện của nó ra sao chúng ta không xác định được, nhưng tình thế cho thấy mỗi lúc mỗi căng thẳng giữa châu Âu và Nga, và cũng có thể một cuộc chiến bùng nổ sắp tới, mà tình thế Nga đang rơi vào tình trạng nguy kịch khi phương Tây và luôn cả Liên Hiệp Quốc đang ép buộc Putin phải ngồi vào cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh này. Bây giờ thì phía Nga đang tố cáo ngược lại là Ukraine không muốn ngồi vào cuộc đàm phán. Nga lúc nào cũng muốn đàm phán hết theo lời ông Peko, mà họ nói là một chuyện, nhưng khi qua sang ngày mai họ lật ngược như bàn tay, cảm thấy rằng là Nga không đạt chiến thắng thì Nga không kêu gọi đàm phán. Mà khi Nga có đạt được thành công như ở tại Donetsk vừa qua thì Nga bắt đầu kêu gọi liên tục và sẵn sàng ngồi vào cuộc đàm phán đến khi lực lượng quân đội Ukraine đột kích sâu ở tỉnh Quốc, tức là Nga mất đi vị thế và cuộc đàm phán này trở thành vô dụng, cũng như tình hình hiện tại ở Donetsk rút gân, Nga mất đi vị trí là cuộc phản công, mà là lực lượng quân đội Ukraine hiện đang ở thế chủ động để tấn công vào quân Nga, thì Putin bác bỏ, nói không, tao không chơi đàm phán nữa, bây giờ là tao hủy bỏ đàm phán, trong khi Ukraine đã ngang ngược xâm lăng vào lãnh thổ đất nước của Nga, theo những gì mà các báo chí bình luận qua lời phát biểu của Putin. Kính thưa bạn, thì đó là tin tức đang sôi động hôm nay về tình hình châu Âu, mà kế hoạch để bảo vệ châu Âu cũng như có thể trực tiếp một cuộc tấn công với Nga. Bên cạnh đó thì Tổng thống Macron hôm nay ông đã tuyên bố là ông đã huấn luyện cho binh sĩ của lực lượng quân đội Ukraine một lữ đoàn đã hoàn tất, tức là Pháp sẽ trang bị hoàn toàn từ vũ khí, từ xe bọc thép, xe tăng, pháo binh
và tất cả các vũ khí cho lực lượng quân đội Ukraine. Một lữ đoàn, bây giờ lữ đoàn đang quay trở về để tiếp tục chiến đấu ở tình hình miền Đông. Hiện nay, kính thưa bạn, thì ông Pháp lâu lâu thì ông bữa ăn công, lâu lâu ông bữa ăn công, ông ủng hộ theo cái kiểu khách khác, mỗi một người đều ủng hộ khác nhau. Giữa lực lượng của Pháp hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ của Ukraine, thì cái khổ ngày hôm nay, tức là quốc gia nào muốn huấn luyện binh sĩ cho Ukraine, sau khi trở về đơn vị phải có đầy đủ khí tài quân sự để chiến đấu. Ukraine thì đang khâm phục và đang thiếu thốn về nhiều phương tiện. Thì cái gói hỗ trợ cho Ukraine mà Tổng thống Biden ông sẽ công bố vào 30 tháng 8, tháng 9 tới đây, kính thưa bạn, là 8 tỷ đô la. Trong đó có nhiều vũ khí tối tân, luôn cả xe M2 và xe bọc thép tối tân. Bên cạnh đó, Úc gửi 59 xe Aram M1 sẽ chuẩn bị đến cho Ukraine trong vài ngày tới. Tức là chiến dịch vào mùa đông năm nay là Ukraine đang chuẩn bị kết hợp, và cũng như tất cả các khí tài quân sự có đầy đủ, thì chúng ta hãy chờ xem những trận đánh lớn sắp tới. Và Nga phải làm gì trước tình cảnh này? Đó là tin tức về châu Âu trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở Trung Đông. Cục diện Trung Đông đang phức tạp và có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Từ lời của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và lẫn cả Hoa Kỳ cũng như các quốc gia đang lo lắng về tình hình ở Trung Đông hôm nay, nói về chiến sự mà lực lượng của Do Thái đã oanh kích vào đất nước của Liban, những đợt không kích hãy nói đáng sợ chưa từng có. Bây giờ thì cái số thương vong về bị thương về chết vượt mức 500 người, mà người dân của Liban đang ở trong cái cảnh là khổ sở hôm nay, giờ mất chồng mất con và mất vợ, dân dân nhiều tình tiết mà ở Liban người dân Liban đã lên tiếng. Thì bên cạnh đó, lực lượng của Do Thái bắt đầu chi viện thêm 2 lữ đoàn xe tăng đang áp sát biên giới và cũng có thể mở một cuộc tấn công xuyên biên giới vào những ngày tới. Bây giờ thì chỉ còn chờ lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng hay là lệnh của ông Netanyahu, kính thưa bạn. Hôm nay từ Hoa Kỳ và lệnh cả Pháp đang kêu gọi Do Thái và Hezbollah hãy ngừng ngay cuộc chiến tranh này và để ngồi vào cuộc đàm phán. Thì các ông này kêu nhưng không ai nghe hết. Bây giờ ông nào cũng muốn bữa. Thì bên cạnh đó, phía quan chức của Do Thái cập biên giới giữa Liban, họ tuyên bố là họ không bao giờ đàm phán là với lực lượng Hezbollah, vì lực lượng Hezbollah đã tấn công vào đất nước Do Thái, lực lượng Hamas và cũng như luôn cả Gaza. Vì vậy là họ không bao giờ chấp nhận một việc ngừng bắn. Một việc ngừng bắn đồng nghĩa với thất bại và cũng như rút quân. Hiện nay về Iran, Iran lại công bố một câu ớn lạnh hơn. Iran sẵn sàng đứng về phía của lực lượng Hezbollah cũng như Houthi. Họ là huynh đệ Hồi giáo của Iran và Iran đứng về phía họ và sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng của Hezbollah, Houthi và Hamas. Theo giới chức của Iran đã lên tiếng cho rằng tại sao Hoa Kỳ hỗ trợ vũ khí cho Do Thái được mà chúng tôi không hỗ trợ vũ khí cho lực lượng của Hezbollah hay là Houthi, Hamas được. Vì vậy là sự quyết tâm của chúng tôi đứng về phía của Hezbollah, Houthi và Hamas. Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho lực lượng này. Đó là theo giới chức của Iran đã công bố. Nhưng đây chỉ là giới chức của Iran, không phải là chính phủ hay là bộ trưởng bộ phòng. Vì vậy, trước tình cảnh này, dựa ở tại Trung Đông càng lúc càng đang căng thẳng ở một mức mà người ta cho rằng là cuộc chiến bùng nổ sắp tới. Dù rằng ở Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc cũng như luôn cả Pháp đang nỗ lực kêu gọi đàm phán, nhưng hầu như các cuộc đàm phán này không có kết thúc, không được trọn vẹn, không được tốt đẹp, mà là cuộc chiến nó sẽ tiếp tục bùng nổ thêm. Theo những gì từ Trung Đông đã cho biết, hiện nay như các bạn đã biết là lực lượng Do Thái đã oanh kích hàng ngày lên tới, họ nói, những cuộc xuất kích từ 200 tới 300 đợt xuất kích.
và có thể nói là đang ở mức tồi tệ, mà nói đến là lực lượng của Hezbollah thì không đủ sức để ngăn chặn những chiếc máy bay F-16, F-35 hay là F-15 dưới dòng quân kích mà mục tiêu tấn công hầu như là chính xác 100%, vì dân số của Liban thì cũng rất đông, đất nước là nhỏ, lại căn cứ quân sự nằm chung quanh dưới nhà dân với những quả bom không có mắt, vì vậy là lũi thẳng trúng mục tiêu vào nhà dân. Cái số người ca tử vong và bị thương càng lúc càng tăng ở Trung Đông bây giờ. Thì nhiều quốc gia hôm nay đang kêu gọi, tiếp tục kêu gọi công dân của mình phải rời khỏi Liban, luôn cả Do Thái, vì tình hình hai quốc gia này không được bình yên và dẫn đến một cuộc chiến sắp tới, một cuộc chiến mà có thể tồi tệ ở Trung Đông diễn ra. Bây giờ thì nhiều quốc gia đang kêu gọi công dân của mình hãy tìm cách rời khỏi ở Liban và Do Thái giữa thời điểm vẫn còn có đường để đi. Nhưng nếu như một cuộc chiến toàn diện, lúc đó không còn đường để đi thì gặp nguy nan. Đó là tin tức về tình hình Trung Đông, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Trung Quốc và cũng như tình hình Biển Đông hôm nay. Nói đến việc Trung Quốc đang đe dọa đến Đài Loan trong tuần lễ qua và cũng như chuẩn bị đến ngày độc lập của đất nước Trung Quốc, thì bây giờ Trung Quốc ra sức đe dọa bằng máy bay J-16 và luôn cả máy bay trinh sát là K-500 của Trung Quốc, đe dọa vào không phận của Đài Loan cũng như vượt đường trung tuyến lên tới 22 lần từ tàu chiến, tàu cảnh sát biển và lẫn cả máy bay, theo lực lượng phòng vệ và Bộ Quốc phòng Đài Loan đã công bố trong ngày hôm nay, là Trung Quốc đang ra sức đe dọa và đưa máy bay trinh sát để lấy thông tin từ căn cứ quân sự của Đài Loan cũng như vị trí và hệ thống radar, nhiều chi tiết mà Đài Loan đang tố cáo, kính thưa bạn. Thì nói đến việc mà Trung Quốc đe dọa Đài Loan không phải là mới đây, nhưng lần này là nó hơi phức tạp hơn, và cũng như những hình ảnh từ Đài Loan đã công bố là với những chiếc máy bay KG-500 là một trong máy bay trinh sát tối tân của Trung Quốc, và Trung Quốc tiếp tục đưa những chiếc máy bay không người lái trinh sát bay vào ở trong không phận của Đài Loan, mà Đài Loan đã tuyên bố là kể từ hôm nay bất cứ máy bay không người lái nào của Trung Quốc bay lọt vào không phận của Đài Loan bắt buộc chúng tôi phải sử dụng đến hệ thống lá chắn Patriot và bắn hạ những chiếc máy bay này. Đó là từ lực lượng phòng vệ Đài Loan đã thông báo, kính thưa bạn. Còn lại về Philippines và giữa Trung Quốc và Philippines, như các bạn đã biết, những cuộc đụng độ và hai bên đang đấu khẩu với nhau quyết liệt trong những ngày qua, và tình hình ở khu vực Biển Đông, đặc biệt nhất bãi cạn Cabo cũng như Subi và nhiều khu vực khác càng lúc càng nổi cộng. Thì bây giờ Quốc hội của Philippines lại tuyên bố một câu dược kịch là bắt đầu chuẩn bị bỏ phiếu để chuẩn thuận cho phép là lực lượng cảnh sát biển của Philippines được quyền bắn tàu cá của Trung Quốc, bắn chìm luôn, giống như Argentina hay là Hàn Quốc hay là Đài Loan vừa qua. Vì vậy, theo Quốc hội Philippines đã cho biết, nói tất cả các quốc gia đang ngăn chặn Trung Quốc và chống đối Trung Quốc, không cho tàu cá của Trung Quốc cũng như luôn cả dân quân biển của Trung Quốc đe dọa đến chủ quyền của quốc gia của họ và cũng như Philippines. Quốc gia khác làm được, chúng tôi làm được. Vì vậy yêu cầu Tổng thống Philippines, ông Marco, ông phải chấp thuận với điều kiện này và để bảo vệ vùng biển lãnh thổ của đất nước Philippines. Đó là Quốc hội ở Philippines mới vừa tuyên bố, kính thưa bạn. Thì có chấp thuận hay không? Nếu như Philippines chấp thuận điều này, tức là tình hình ở Biển Đông lại dậy sóng căng thẳng nhiều hơn nữa giữa Phi và Trung Quốc. Dấu hiệu cho thấy là lực lượng của Philippines, là quân đội Philippines vẫn tiếp tục duy trì với hệ thống hỏa tiễn phòng không và sẵn sàng
cho một cuộc chiến với Trung Quốc qua những gì từ quân đội của Philippines đã công bố, thì tình hình hiện nay ở khu vực châu Á, tức là dù cho Trung Quốc có giữ tới đâu thì cũng có người để chống đỡ, và sau khi đó sẽ có từng quốc gia hợp tác để trở thành một sức mạnh giữa chống lại Trung Quốc. Ở trong thời điểm hiện nay thì Trung Quốc là chơi cái chính sách tầm ăn dâu, họ lúc nào cũng tấn công nhiều mục tiêu vào dân sự từ Philippines, Việt Nam, Indo, Mã Lai và bên cạnh đó cả Nhật Bản và Đài Loan. Vì vậy kế hoạch tầm ăn dâu của Trung Quốc là nuốt trọn Biển Đông, nhưng Phi thì không chấp thuận điều kiện này mà bắt buộc phải ngăn chặn, vì phần đất của Phi là giữ Trung Quốc sát một bên, đặc biệt nhất là bãi cạn Comoros như các bạn đã biết, và bãi đá Dành Khăn chồng lấn giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Trung Quốc thì là một kẻ ăn cướp, là tổ tiên của Trung Quốc đã chết chìm ở Hoàng Sa Trường Sa, sau khi đó cướp lấy Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam của chúng ta, mà có thể nói là Đảng Cộng sản Việt Nam đang bắn đứng đất nước của chúng ta và trả nợ cho Trung Quốc. Vì vậy vừa qua mà Đảng Cộng sản Việt Nam không cho bộ đội Việt Nam nổ súng, kể từ đó thì bắt đầu Trung Quốc xây đường băng và đặt nhiều căn cứ quân sự ở khu vực Hoàng Sa Trường Sa, và dẫn đến tình hình ở khu vực Biển Đông bước vào một giai đoạn hỗn loạn mới. Kính thưa bạn, đó là chi tiết về tình hình ở khu vực Biển Đông. Còn lại về Nhật Bản thì bị Nhật Bản bây giờ sẽ kết hợp cùng với Philippines bắt đầu mở những cuộc tập trận và những chuyến tuần tra từ khu vực Đài Loan, và cho đến Phi cũng như lẫn cả Nhật Bản, trong sự kết hợp này là Nhật Bản đang chờ đợi Đài Loan có chấp thuận cùng đi tuần tra chung hay không. Đây là sự kêu gọi của Nhật Bản. Thì kính thưa các bạn, chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới xem tình hình ra sao về khu vực Biển Đông cũng như tình cảnh của đất nước Trung Quốc hiện đang diễn ra trong cái giai đoạn mà khốc liệt này. Đó là tin tức về Biển Đông. Còn lại về tình hình đất nước Trung Quốc chuẩn bị ngày quốc khánh tới đấy, ngày độc lập của đất nước Trung Quốc, thì ây cha, nhiều diễn cảnh mà phải nói người dân Trung Quốc đang than gian ở mức tồi tệ này. Trung Quốc thì lo sợ rằng ở tại đất nước Trung Quốc sẽ có những đột biến mới, những cuộc xuống đường rầm rộ sẽ nổ ra vào ngày quốc khánh. Trung Quốc bắt đầu cho lực lượng an ninh và cả quân đội đang rình rập khắp nơi từ các tỉnh thành, không phải riêng gì ở tại Bắc Kinh không, mà các tỉnh thành, đặc biệt nhất bây giờ tức là ở Tây Tạng và Nội Mông, luôn cả ở Tân Cương thuộc khu vực của người Yên Ngô Dĩ mà Trung Quốc đã san bằng vừa qua. Thì bây giờ họ lo sợ rất nhiều, Phạm Hồng lo sợ rằng một cuộc tấn công sắp tới, một cuộc tấn công có thể làm cho đất nước Trung Quốc sụp đổ. Hiện nay người dân Trung Quốc họ không còn tin tưởng vào chế độ Tập Cận Bình, cũng như dẫn đến đất nước Trung Quốc cái ngày tàn kinh tế của nó sụp đổ sắp diễn ra. Vì vậy là Trung Quốc lại càng phập phồng lo sợ hơn. Còn lại về Nga và Trung Quốc bây giờ thì sao? Cũng như Duy Anh có thưa cùng với tất cả các bạn, nói đến là Trung Quốc đang cấm TikTok của Nga, kính thưa bạn, không cho sử dụng, lấy lại bản quyền cũng như hủy bỏ về hợp đồng về TikTok của Nga, vì Nga đang xạo xược, Nga đang trưng bày những tin tức láo phét dốc từ Trung Quốc và lẫn cả tình hình thế giới, trong đó có cả chiến sự của Ukraine. Thì TikTok của Nga dựng những hình ảnh là tồi tệ, làm cho mất mặt Trung Quốc. Trung Quốc lấy rút lại về hợp đồng và chấm dứt lời với Nga. Ông Nga đang tức tối với tình cảnh này. Nga đang chiêu dụ Trung Quốc nhiều phương án, đặc biệt nhất về quân sự. Hiện nay mà Trung Quốc đang làm ăn là với Nga, đặc biệt nhất là với công nghệ máy bay không người lái. Thì bây giờ Trung Quốc đang muốn thí nghiệm về công nghệ của Trung Quốc về máy bay không người lái giữa lúc chiến sự ở Ukraine, mà Ukraine sử dụng bằng vũ khí tối tân với máy bay không người lái. Bây giờ thì Trung Quốc và Nga âm thầm để mở chiến dịch này, âm thầm mở công ty sản xuất máy bay không người lái tối tân với tầm bay có thể vượt mức
từ 5 tới 6 ngàn cây số mà không cần phải lo lắng về pin thiếu thốn, dần dần nhiều tình tiết mà thế giới hôm nay gửi một thông điệp cho Tập Cận Bình. Nếu như Tập Cận Bình cấu kết với Nga và sản xuất máy bay không người lái chiến đấu ở trên lãnh thổ đất nước Ukraine, Hoa Kỳ sẽ có lệnh trừng phạt với Trung Quốc nhiều hơn nữa. Với diễn cảnh trong 24 giờ này thì Trung Quốc hãy giải quyết như thế nào về tình hình hiện nay về mặt kinh tế Trung Quốc và Nga? Tức là Trung Quốc đang hút của Nga nhiều mặt về các công ty hãng xưởng, và bên cạnh đó bắt đầu Trung Quốc sẽ bịa chĩa với Nga về đòi nợ Nga. Putin sẽ hốt hoảng ở trước tình cảnh này và tình thế này, tức là trong cuộc chiến này ở tại Ukraine, Trung Quốc là người có lợi nhất, và tương lai sắp tới bắt buộc Putin hãy ký kết trao trả hai tỉnh lỵ của Trung Quốc mà Nga đã lấy vào thời kỳ đệ nhị thế chiến, vào thời kỳ của nhà Thanh vừa qua. Theo các báo chí bình luận là Putin không có đường lựa chọn một khi Trung Quốc đòi nợ các khoản tiền mà hiện tại ngay bây giờ giữa Trung Quốc và Nga, thì Nga có thể nợ với Trung Quốc lên tới hàng chục tỷ đô la. Kể từ đầu cuộc chiến cho đến nay, Putin là kẻ dại khờ nhất. Chính Putin đã đốt cháy đất nước Nga. Vì sao người ta nhận định điều này? Nói đến là Putin, thời gian vừa qua khi vẫn còn nồng ấm với châu Âu, làm ăn về kinh tế, hàng năm nằm ngủ cũng không mất 19-20 tỷ đô la từ ga khí đốt và lẫn cả dầu hỏa. Nhưng đột nhiên Putin xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine thì nguồn lợi này mất tất cả. Bây giờ chỉ còn lại 1-2 tỷ giữa các quốc gia, chẳng hạn Romania và luôn cả Slovakia. Nhưng sau khi Ukraine chiếm lấy ở tỉnh Kursk và khóa đường ống dẫn dầu ga khí đốt, cuối cùng Putin đã mất trắng hoàn toàn. Thì bây giờ nguồn lợi đó là không còn nữa, trong khi Hoa Kỳ đang áp lệnh trừng phạt, áp giá dầu của Nga. Tức là Putin đang chết dần. Hãy nói chết dần chết mòn, chết triền miên trong cuộc sống. Định mệnh của Putin bây giờ đang gắn liền với Trung Quốc, mà Trung Quốc thì đang muốn quyền lợi, vì Trung Quốc không muốn chơi xả láng, cũng như không muốn đi đến một cuộc chiến mà hủy diệt đất nước Trung Quốc, bắt buộc là Tập Cận Bình hãy lấy quyền lợi từ đất nước Nga để đổi lấy lãnh thổ của mình với các khoản tiền mà cho Nga vay. Hôm nay nhiều tình tiết về đất nước Nga mà các báo chí bình luận về đất nước Trung Quốc, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới đất nước Trung Quốc sẽ như thế nào về diễn cảnh của nó. Kính thưa bạn, đó là tin tức về Trung Quốc hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình Việt Nam của chúng ta, nói đến thời điểm hiện tại này, cũng như Tô Lâm lần đầu tiên đã bước sang thế giới và tham dự hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, mà các báo chí bình luận hôm nay như sau: vai trò của Tô Lâm không phải là vai trò ngoại giao, mà vai trò của Tô Lâm là vai trò đe dọa, vì Tô Lâm là một công an. Vì vậy với những lời lẽ của Tô Lâm đi ngoại giao ở nước ngoài toàn sử dụng đến dùi đục chấm nước mắm, ngược dòng thời gian. Kính thưa bạn, Tô Lâm luôn muốn lội ngược, chơi kiểu lớn, đi tới đâu cũng ca tụng bởi thời Liên Xô cũ. Nhưng thời Liên Xô cũ thì những quốc gia ở châu Âu, chẳng hạn như em muốn thưa cùng với tất cả các bạn, nhưng Slovakia, Hungary, Đức và luôn cả ba quốc gia ở vùng Baltic, trong đó có Phần Lan, Romania, Hungary và nhiều quốc gia khác, lên tới là 30 quốc gia ở châu Âu, thì họ không muốn điều đó. Nhưng sự ép buộc và bắt buộc thời điểm đó là Nga đang tung hoành về chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Vì vậy sau khi Nga sụp đổ thì người ta mừng quá mừng, hãy nói từ bỏ, rời khỏi đất nước Nga và trở thành từng quốc gia độc lập một. Nhưng Tô Lâm đi đến đâu cũng đều ca tụng Liên bang Xô Viết. Vì vậy các báo chí bình luận cho rằng là Tô Lâm đang lội ngược dòng.
chẳng hạn như lời lẽ của Tô Lâm đến ở tại trường đại học Columbia. Kính thưa bạn, ở Mỹ thì Tô Lâm nói gì? Tô Lâm ca ngợi về chủ nghĩa cộng sản Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam thành lập 80 năm. Ây cha, không biết cả nhà là lội ở nơi nào, lục lội ở đâu mà chả nói là 4.000 năm dân hiến đất nước Việt Nam không còn nữa, mà chỉ có Hồ Chí Minh dựng nước, ăn ngược đẻ ngạo. Vì vậy đất nước Việt Nam không tồn tại, mà các giới chức của Hoa Kỳ đã từng chống đối và không cho trường đại học này tiếp đón Tô Lâm. Nhưng cho rằng là trường đại học nhận định cho rằng là Tô Lâm cần phải đến để tiếp nhận về thời buổi khoa học hiện đại ngày hôm nay cũng như công nghệ 4.0, mà cần có giới trí thức để Tô Lâm sửa đổi ở đất nước Việt Nam của chúng ta về nhân quyền và nhà là đất nước Việt Nam dân dân. Nhưng Tô Lâm thì lại không có đi vào đúng hướng mà Tô Lâm tự khoe khoang và tự ca ngợi, cũng như mà giới chức của Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là ở bang này, khi họ cho rằng Tô Lâm là kẻ láo khoét cũng như trướng thuộc dân dân, nhiều tình tiết mà ở Hoa Kỳ hôm nay người ta nhận định sau cái hậu chuyến đi của Tô Lâm đến Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay Tô Lâm đến ở Cuba, kính thưa bạn, đến ba Việt Nam, và không biết là Tô Lâm sẽ nói gì. Thì với tin tức này, Duy Anh chưa có tin tức đặc biệt. Nhưng chuyến đi của Tô Lâm đến ở Hoa Kỳ cũng như cuộc họp ở tại Liên Hiệp Quốc hầu như không có đạt thành công nào, mà người ta đang phê phán nhiều hơn nữa. Nhưng ngược lại, báo chí Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Cha ca tụng tưng bừng té bẹ về tình hình đất nước Việt Nam với chuyến đi của Tô Lâm. Kính thưa bạn, đó là các báo chí bình luận sau cái hậu chuyến đi của Tô Lâm. Còn lại về tình hình đất nước Việt Nam hiện nay như sau: về ngập lụt cũng như thiết triệu đang dâng cao, mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang báo động kêu gọi người dân hãy chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang chạy tìm đến môi trường của các quốc gia đề ra về bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên tai để làm gì? Để tiếp tục xin xỏ. Ấy cha, lên ngồi quan hô ca tụng đủ thứ, mà châu Âu hiện đang bỏ hàng triệu đô la để hỗ trợ cho Việt Nam. Ở bên cạnh đó còn nhiều quốc gia khác về biến đổi khí hậu. Nói Đảng Cộng sản Việt Nam giỏi nhất cái tài là đi ăn mày và ca tụng Đảng Cộng sản Việt Nam ăn cướp được miền Nam Việt Nam. Đó là các báo chí bình luận về tình hình đất nước Việt Nam hôm nay. Kính thưa bạn, dân thì Du Danh có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương. Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn. Con dế nhỏ ta ngậm ngùi thương mãi một dòng sông, như tượng đá bâng khuâng hồn thiên cổ, ta ôm hồn gió thái đứng hoài mong. Ôi tổ quốc, ôi quê hương ta sầu hận, ôi sóng điên cuồng cao ngất ngọn tang thương. Mong đợi mãi ngày nước quân dân vận, sao bao năm chưa xoay chuyển luân thương. Tình
dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Sao bao năm vẫn làm người vòng cuốc, vẫn đơn hẹn trong mộng mị áo thơm, vẫn thân hoa không sao đoạn kết đường, vẫn đành lòng bán rẻ ca danh hơn. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, sao mê hoài mãi thế, kia giống nòi thôi đã quá đau thương. Tỉnh dậy đi, tỉnh máu đi mà để biết rằng mình còn có một quê hương. Điên cuồng cao ngất ngọn tang thương, mong đợi mãi ngày nước tuần dân vận. Sao bao năm chưa xoay chuyện luân thương, dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Sao bao năm vẫn ban hồn cho quý dữ, mua giàu sang, mua ảo vọng công hầu, sao quên cả lương tâm và lịch sử, mặc suy vong cho thế hệ mai sau. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, sao mê hoài mãi thế, kia giống nòi tôi đã quá đau thương. Tỉnh dậy đi, tỉnh máu đi mà để biết rằng mình còn có một quê hương. Tỉnh dậy đi, tỉnh máu đi mà để biết rằng mình